Hello, Minh Anh chào tất cả anh em nhé. Hôm nay Minh Anh sẽ tiếp tục nhuộm cho anh em xem một mẫu lâu rêu anh em nhé. Lâu rêu gồm những màu Minh Anh sẽ lăng tông lên tông 6 anh em nhé. Minh Anh sẽ sử dụng màu 688 này. Anh em nhớ nhé, 688 cộng Green Blue cộng Blue anh em nhé. Đó là một bát màu như này, 688 anh em nhé. Mã màu rêu 688 cộng Green Blue cộng Blue. Đây là một bát thuốc đẹp không anh? Đẹp không anh em? Đây là bát thuốc đẹp luôn nhé. Bắt đầu mình sẽ nhuộm dốc luôn từ chân ra ngọn luôn anh em nhé. Từ chân ra ngọn luôn, một nốt nhạc luôn anh em nhé. Lông tông lên tông 6. Tông 6 mình sẽ nhuộm từ chân ra ngọn luôn. Sau khi nhuộm màu, Minh Anh sử dụng màu 688 cộng Green Blue cộng Blue cộng Oxy 9 anh em nhé. Oxy 9 thời gian hoạt động oxy là 30 phút anh em nhé. 30 phút ra sẽ được màu lâu rêu. Thật ra màu lâu rêu này thì nhiều anh em vẫn hay nói với Minh Anh là nhuộm màu lâu rêu nhưng mà ra toàn màu lâu thôi, nó không ra được màu rêu. Đó. Sau khi bội khử kiềm thì Minh Anh sẽ cắt nhé. Cắt thì sẽ nói qua về màu lâu rêu. Thật ra màu lâu rêu màu lâu rêu nhuộm mà nó rất chi là đơn giản, nhưng mà anh em pha nó không đúng tỷ lệ thì nó sẽ ra được thành màu lâu hoặc là nó bị sập. Đấy là do nguyên nhân là những cái tóc mà uốn hoặc là ép hoặc là bấm xù anh em nhé. Anh em nhuộm mà những gam màu lâu rêu này mà không để ý hoặc là mix nhiều quá thì nó sẽ ra bị sập màu thì màu nó sẽ bị xanh đậm hơn rất nhiều anh em nhé. Đó, ướt như anh em nhìn thấy đã rêu chưa? Ướt mà đã rêu thì khô không có gì là không rêu cả anh em đúng không? Nhiều anh em vẫn hay mắc vài vấn đề, vẫn hay thường hỏi Minh Anh là tại sao em nhuộm màu lâu rêu mà nó vẫn ra màu lâu. Hôm nay Minh Anh cho anh em một công thức này thì nhuộm là ra rêu chuẩn luôn anh em nhé. Tỷ lệ anh em xem ở trên phần mô tả anh em nhé. 688 cộng Green Blue cộng Oxy 9 anh em nhé. Thời gian hoạt động của Oxy 9 là 30 phút. Anh em thích rêu nhiều thì tùy theo độ phê của anh em nhé, sẽ mix nhiều hơn một chút. Còn lâu rêu thì nó là màu lâu rêu, nó nhẹ nhàng thôi, nó sáng hơn nữa thì lại là xanh rêu, kéo hơi cùn. Kéo cũng rất đẹp, nhiều lúc thì rất sắc mà nhiều lúc thì rất là cùn. Mình sẽ cắt ngắn lại cho em xinh gái. Một số anh em vẫn hay thắc mắc là tại sao mình anh làm lại nói hơi nhỏ. Thật ra thì mình nói cũng khá to, nhưng mà bởi vì trong quá trình mà Minh Anh làm thì Minh Anh sẽ bật nhạc. Bật nhạc thì làm nó phiêu, nên là Minh Anh sẽ thu âm riêng bằng điện thoại anh em nhé. Điện thoại cùi bắp nên là thu âm nó không được, tiếng nó không được, nhiều lúc nó không rõ cho lắm. Anh em xem và nghe, cố gắng nghe Minh Anh nói anh em nhé. Còn trong quá trình làm thì Minh Anh sử dụng nhạc. Minh Anh làm hay nghe nhạc Deep House. Trong quá trình mình làm thì mình nghe nhạc nên là mình không thể cho nhạc của
kênh khác và của kênh của Minh Anh được, cho vào thì nó sẽ bị bản quyền anh em nhé. Thì là Minh Anh sẽ thu âm nên là nhiều lúc nó hơi nhỏ một chút, anh em nghe có gì không rõ thì comment cho Minh Anh nhé. Chứ còn nếu mà làm video mà lại không đạm nhạc hoặc là không đạm mấy cái tào lao vào thì nghe xem video nó hơi nhảm. Thế là anh em cố gắng lắng nghe. Anh em nhớ nhé, màu lâu rêu mình hay sử dụng màu 688 anh em nhé. 688 là mã rêu cộng với green blue cộng với blue, tỷ lệ là 3:2:1 cộng oxy anh em nhé. Tỷ lệ là 3:2:1 cộng oxy sẽ ra được màu lâu rêu. Cầm kéo phát biết trường phái nào luôn nhỉ? Mình cầm kéo phát biết trường phái nào luôn. Xem kết quả nha. Lâu dư rồi anh em ơi. Lâu dư rồi. Lâu dư anh em nha. Nhuộm trên tông 6. Anh em lâng tông lên tông 6 anh em nhé. Mình anh lâng tông lên tông 6 và sử dụng màu 688. 688 cộng green blue cộng blue. Tỷ lệ là 3:2:1 anh em nhé. Hơi vướng cành đào. Rồi đây nha. Thật ra mẫu của Minh Anh là mẫu của nhà luôn, của khách hàng nhà luôn, chứ không phải là thuê mẫu gì, nên là diễn mà nhiều khi nó hơi ngượng ngượng một chút, nhưng mà ngượng ngượng mới xem mới tự nhiên anh em ạ. Ngượng ngượng mới xem mới xinh, xinh là kiểu tự nhiên. Minh Anh đang ngồi thu nên là thỉnh thoảng có những chiếc xe ô tô nó trở lại đi qua, nó hơi ù một chút anh em nghe, cố gắng lắng nghe Minh Anh nói nhé. 688 cộng green blue cộng oxy 9 anh em nhé, tỷ lệ 3:2:1. 688 3 green blue 2 blue 1 anh em nhé, sẽ ra được màu lâu đi. Xin chào chào quá rồi lên. Anh em ngượng ngượng nhưng vẫn cứ xinh anh em nhỉ. Anh em xem thấy hay nhớ like và đăng ký ủng hộ kênh nhá. Không hay cũng like, mà hay cũng like, đăng ký kênh ủng hộ kênh với nhau. Quá là ok. Anh em xem thấy hãy clip hay like và ủng hộ kênh nha anh em nhé, để theo dõi clip tiếp theo. Nhớ nhấn